bộ sách về lịch sử nhân loại của Jared Diamond. Nếu bạn đã từng nghe nói đến những tác phẩm như Loài tinh tinh thứ ba, Súng, vi trùng và thép, thì Jared Diamond có lẽ không còn xa lạ. Ông sinh năm 1937, là một nhà khoa học người Mỹ và là tác giả nổi tiếng. Kiến thức của ông bao trùm hầu như mọi ngành, từ sinh học, ngôn ngữ, nhân học, địa lý cho đến khảo cổ. Và từng chu du đến nhiều châu lục, thậm chí sống nhiều năm ở những nơi tận cùng thế giới để khảo sát, nghiên cứu. Ông cũng được xếp vào hàng ngũ những nhà tư tưởng hiện đại có nhiều ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Bộ combo này gồm 4 tác phẩm: Súng, vi trùng và thép, định mệnh của các xã hội loài người, xuất bản trên thế giới năm 1997 và đoạt giải Pulitzer cùng năm đó. Với cuốn sách này, ông đã tạo nên cuộc cách mạng về nghiên cứu lịch sử nhân loại toàn cầu. Sụp đổ, các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào? Ra mắt năm 2005, ông nghiền ngẫm nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của một số nền văn minh. Thế giới cho đến ngày hôm qua, chúng ta đã học được gì từ những xã hội truyền thống? Xuất bản vào năm 2012, gợi lên một số tập quán của những xã hội truyền thống có thể được tiếp nhận một cách hữu ích vào trong thế giới hiện đại ngày nay. Và mới nhất là cuốn Biến động, các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như thế nào, vừa ra mắt năm 2019 trên toàn thế giới, nay đã có phiên bản tiếng Việt. Cuốn sách khảo sát các hình mẫu là 7 quốc gia hiện đại: Phần Lan, Nhật, Chile, Indonesia, Đức, Úc và Mỹ. Phân tích quá trình họ đối mặt và vượt qua biến động lớn trong quá khứ như thế nào. Và câu hỏi lớn hơn được đặt ra là: thế giới đang đối mặt với điều gì và cần làm gì để vượt qua những biến cố sống còn của lịch sử? Bạn hãy sở hữu ngay bộ sách này để có câu trả lời cho chính mình về những gì đã và sẽ diễn ra cho tương lai của nhân loại nhé!